Minh xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 156 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình được phát sóng định kỳ vào khung giờ 21 giờ tối thứ Hai, phát lại lúc 7 giờ 30 sáng thứ Ba tuần thứ Tư của mỗi tháng trên kênh LA34, sau đó đăng tải ở kênh YouTube Long An TV để quý khán giả người mộ điệu gần xa có thể chủ động xem lại và gửi những tình cảm yêu thương đến với thần tượng nghệ sĩ mà mình yêu mến. Giới thiệu tiết mục mở đầu, đây sẽ là một bức tranh quê đông đầy hoài niệm và cảm xúc. Ở đó có tình yêu đôi lứa đậm đà, có sự trù phú của làng quê Việt Nam với lúa vàng nặng bông. Bài Tân Cổ Tình Thắm Duyên Quê, sáng tác nhạc của Trúc Phương, lời vọng cổ của Loan Thảo, do cặp đôi nghệ sĩ Ngọc Tuyết và nghệ sĩ Hùng Thái thể hiện cùng phần minh họa của Vũ đoàn Đại Dương. Tuổi thơ bỏ vợ cùng nô buồn nên căng còn nặng
tình nghĩa truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2020, Trúc Linh xin phép được đặt bàn tay lên trái tim mình, cúi đầu và tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Xin kính gửi đến những người chiến sĩ thương binh lời chúc sức khỏe và cũng không quên tự nhắc nhớ bản thân mình sẽ sống và làm việc thật tốt cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. Tiếp nối chương trình, Trúc Linh xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca cổ Nhớ người chiến sĩ thương binh của tác giả Tống Công Luận qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Vương Hoài Phong. Về ấp thốt lốt kênh đào Long Vĩnh Duy, tôi đến thăm anh hai tân ngày xưa cũng là bố đôi. Anh kể cho tôi nghe về thời kỳ đau anh hai tân nhấp ít cà phê, đôi mắt trầm tư như cố tìm để nhớ. Nhớ chuyện ngày xưa trên quê hương Long Vĩnh, lũ giặc bạo tàn dày xéo quê. Ngờ đột nhập chú mời quyết tâm
gần chú sẽ cửa hai. Anh hai Tân ơi, trong năm tháng chiến tranh lửa đạn dây quanh Thăng Trầm ác liệt, thế hệ cha ông đã hy sinh gian khổ chiến đấu hiên ngang để giành lấy thanh bình. Gạch cỏ kênh đào cái cối la vi là địa bàn quen thuộc chú mười tầng chiến đấu. Đã rất nhiều lần chú bị trọng thương nguy hiểm, xem thường vượt qua gian khó. Long Vĩnh bà con
chú mười niềm dằm tiếng vàng lừng. Tôi ngồi nghĩa ăn hai bình kể qua rất nhiều về trận đánh. Đều có chú mười phối hợp tham gia như trận rạch lứt đầu dòng bản tân năm xưa. Chú cùng đồng đội kiên cường cảm trận bạc giao tranh anh em đều tử trận, còn chú một mình bị quân địch bao vây. Tên chỉ huy cầm đầu hét lớn hô to sống được tới mười liệm và hầu đây trọng thưởng. Dù chỉ một mình chú kiên cường chiến đấu, làm bọn lính khủng khiếp giữa tình hồn. Tôi rất tự hào khi nghe kể chuyện chiến tranh nói về chú mười liêm và các thương binh liệt sĩ. Đất mẹ kiên cường quê quý vị, tiếp nối người thầy của mình là danh ca Minh Cảnh. Trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Minh Minh Tâm cũng đã tạo cho mình được những dấu ấn riêng trong lòng khán giả mộ điệu. Không chỉ ngọt mùi ở giọng ca, anh còn có khiếu sáng tác. Và nhân chương trình ngày hôm nay, một đứa con tinh thần mà theo nghệ sĩ Minh Minh Tâm chia sẻ là anh viết về chính cuộc đời mình, viết cho mẹ, cùng mong muốn được gửi gắm những thông điệp ý nghĩa từ cuộc sống. Đó là lòng hiếu thảo, sự biết ơn. Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả đang xem đài cùng đến với bài ca cổ Mẹ đợi con về của tác giả nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm do chính anh thể hiện. Mẹ ơi, con đi xa xứ về thăm mẹ, nhớ ngày nào dội vã về cho kịp chầm chậm. Mẹ ơi cho con nhìn mẹ, cho mẹ được gặp con lần cuối trong sống đời sống mãi với
tổ tiên phụng thờ kính trọng báo hiếu đền ơn nghĩa nặng tình thâm bởi phần làm con hiếu đạo nhiều thế hệ khán giả. Tô Ánh Nguyệt là tác phẩm cải lương nổi tiếng của soạn giả Trần Hữu Trang, soạn khoảng năm 1935-1936. Tác phẩm này gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy với vai chính là Tô Ánh Nguyệt. Nguyệt, cô gái quê lên tỉnh học, yêu Minh, chàng trai thành thị, hai người cùng hẹn thề trọn đời trọn kiếp. Cô vốn là con gái của ông cả ở trong làng, nhưng bị ép duyên cùng một chàng trai làng khác, chỉ vì áo mặc không qua khỏi đầu. Nguyệt càng đau đớn khi biết tin Minh cũng đã được gia đình hẹn ước với một người xứng đôi vừa lứa và chuẩn bị làm đám cưới. Số phận nghiệt ngã thay, Nguyệt lại trót mang trong mình giọt máu của Minh. Cô dường như đã an bài cho số phận của mình, chấp nhận, cam chịu là một người phụ nữ đa đoan. Gợi lại cuộc gặp gỡ đầy xúc động của Nguyệt và Minh sau 18 năm xa cách qua trích đoạn Tô Ánh Nguyệt, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Ngân và nghệ sĩ Vương Hoài Phong như dành tặng một món quà tinh thần đặc biệt đến những quý khán giả yêu mến vở diễn kinh điển này.
thân mình cảm thương. Con hỡi con ơi, suốt mười mấy năm qua mẹ đây khổ sở biết mấy chừng, chờ đợi ngày con lớn khôn. Nguyệt em. Dạ chào thầy. Dạ mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Mời thầy dùng trà. Đã từ lâu rồi, tôi gian em đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô á thì thầy thấy khó chịu, còn dùng từ nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bốn giá thầy đã biết, sao thầy không chịu nói sao? Trời ơi, anh đang cúi đầu chờ anh về, em rộng lòng tha thứ cho anh, kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt cuộc đời duyên nợ dở dang. Lương tâm thầy cắn rứt chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy là mình hoặc ba thằng tâm. Ba thằng tâm hay chỉ bằng anh thôi. Mình ba thằng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ giây phút này đây chúng ta im gọi tên nhau cho đến hơi thở giá thú, nhưng cũng nghĩa vợ chồng sao trước có nhau. Người ta đã nghi ngờ và đặt thành dấu hỏi, nhưng làm sao hỏi yêu được anh với em. Đã vượt ra khuôn khổ của gia đình và chúng ta nối lại xưa gian dở, đi ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ còn mỗi mình tôi đau khổ, còn cho dự ý anh thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác làm vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh hãy để cảm ơn bề cuối
tình yêu thua tan, đầu như nước chảy qua, cầu vừa gặp thì đã xa thôi, thì tình của chúng ta cam đành chia. Nghiệp ra trường, anh sẽ lựa chọn ngày lành tháng tu để vợ chồng mình cùng quan hỷ nâng ly, chúc mừng con trong buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thưa con, mẹ chỉ định gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ nghĩ đến chuyện nâng ly. Em định gửi quà gì cho con? Đây, cặp áo thiếu còn giảm vợ. Trời ơi, chim quyên ương, trong ánh chớp nền trần đấy đó, quyên ương và lẽ sông tuyết dời, dịu dàng từng đường kia. Nguyệt em hãy cho anh một ân huệ. Chúng ta hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay mà con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình đương sức do, vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to trong sông dài. Giấc mộng xuân từ lâu cấm trong trời, tình gửi chân nay vẫn chiều lạnh lùng. Trời, nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng duyên cán lệ, không thấy nào tái hợp. Và bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn chông gai thấm thầm xa vời,
buổi giao thời mới cũ đổi thay, mà chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Em à, anh đã lo cho con đầy đủ từ nhỏ đến lớn, nó không có thiếu một thứ gì hết em mà. Em có biết không, nó có hiếu lắm em. Anh Minh, theo tôi thì trọn vẹn gì con, đừng để nó rơi theo vết cũ mòn của chúng ta ngày trước, ngập lặng trong lớp lớp thiếu cảnh bã ao tù, mà hãy chấp cánh để biển cả muôn trùng. Nói với nó hiền tình thống khổ của người dân, một cô đôi ba chồng, để cho nó sáng mắt sáng lòng, phân biệt thế nào là lâu em đã cự tuyệt xua đuổi anh. Lần này em hãy thỉnh thoảng cho anh. Không được có nghĩa là em định bước thêm bước nữa với người khác à. Anh Minh, nếu như anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi ích kỷ thì tốt hơn hết, anh đừng đến đây nữa. Nguyệt, được rồi, vậy thì từ nay chúng ta cùng lo cho con vậy. Sau 45 năm đất nước thanh bình, cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống vật chất mà nhân dân Long An đã đạt được, thì đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà cũng đã gặt hái khá nhiều những thành công trên lĩnh vực đời sống tinh thần. Đó là những tác phẩm, những công trình có chất lượng nghệ thuật khắc họa chân dung đất và người Long An với truyền thống đấu tranh, đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng bảo vệ tổ quốc. Riêng với sân khấu đồng bằng, thế mạnh là cải lương và bài ca vọng cổ.
nhiều soạn giả, tác giả, nghệ sĩ cũng đã được giới mộ điệu biết đến như Kha Tuấn, Hữu Lộc, Ánh Hồng, Đoàn Dự, Nguyễn Minh Tuấn, Diệp Phàm Cỏ, Việt Sơn, Hồ Ngọc Trinh. Tiếp theo chương trình sẽ là một trong những chấp bút rất hay viết về quê hương Long An của tác giả Việt Sơn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Thúy Hằng, bài ca cổ Khung Trời Miền Hạ.
tình đầu người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái, trong đó có một cuốn anh viết cho con khi đang còn trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo, đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều có ghi chữ số là 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ một món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng lẻn vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận để âu lo dòm vào đứa bé mỏng manh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34 và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị lạc. Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rất là mừng khi thấy người ta bỏ quên vật báu 34 vẫn còn đeo ở cánh tay của con. Anh biết đó sẽ là vật quý còn theo anh mãi mãi. Có một người cha khắc những vết khắc lên cây cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc vạch vôi là những bức tranh dân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào, phải không ạ? Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc, niềm vui xen lẫn nỗi buồn của người cha khi nghĩ về ngày con lên xe hoa về nhà người khác. Rồi một ngày vào bệnh viện, nhìn cô bạn đang đút cháo cho cha ăn, bất chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh: bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc. Vòng đời của con người đâu có quá dài, phải không ạ? Mỗi người đều lưu giữ trong tim mình hình ảnh của một người cha. Và thật may mắn cho những ai được sinh ra trên cõi đời này
và còn có cha ở bên cạnh. Sống đơn cuộc đời buồn thân già lẻ loi mình ơi.
trái cây nhờ cả cuộc đời khổ đau vì con. Tình cha mãi mãi không phai, khắc ghi trọn đời không quên. Bây giờ ngồi buồn nhớ cha, biết tìm cha nơi nào cha ơi. Cha ơi, con có được hôm nay là nhờ công cha sinh vào lòng con, muốn thuở chẳng phai mà. Nay con đã lớn khôn, không còn tuổi dài vờ, con đã có gia đình hạnh phúc ấm êm. Mỗi khi chiều hoàng hôn nhạt nắng, thấy đàn trẻ thơ ngây đang đùa giỡn trước sân nhà, nước mắt con cứ tuôn ra mà không sao dứt được. Con nhớ lại những ngày con còn thơ dại, đang đùa giỡn hồn nhiên bên cạnh cha mình. Chiều chiều ra đứng bên hàng hiên, bên hàng hiên nhớ thương cha già trong ngóng, ngóng ai mắt cha mỏi mòn. Còn nhớ thương cha già dân cha. Thưa quý vị, trong tháng 7 âm lịch thì người Việt mình có ngày Vu Lan báo hiếu, nhưng mà riêng với chương trình Nghệ sĩ và Tri âm, bên cạnh một bài ca cổ rất hay, rất xúc động về mẹ của nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm, thì chúng tôi cũng mong muốn được gửi đến một phần quà rất là đặc biệt dành cho những vị khán giả, những người cha, đó chính là bài ca cổ Cha Tôi của tác giả, đạo diễn Nguyễn Đức Long qua phần thể hiện của nghệ sĩ Linh Trúc vừa rồi. Tìm anh đã
thầy mà con hằng tôn kính. Suốt 20 năm được sống bên thầy có biết bao là kỷ niệm, cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống nơi mái chùa thân yêu vang lên tiếng niệm di. Ân quán tình thù
trong biển khổ. Ham lợi danh mà quên tình quên nghĩa, gieo khổ sầu cho khắp muôn dân. Gieo trái đắng thì đừng mong ăn trái ngọt, sống hiền lương người sẽ gặp điều lành. Thưởng thức bài ca cổ Theo dấu chân thầy do chính tác giả nghệ sĩ ưu tú Bình Minh Tâm thể hiện. Và thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay, hai nghệ sĩ Lâm Bảo Linh và Yến Phượng sẽ cùng kết hợp trong một tiết mục tân cổ được mang tên Yêu Lầm, sáng tác nhạc của Giao Tiên, lời vọng cổ của Loan Thảo. Tiết mục cũng có phần minh họa của vũ đoàn Đại Dương. Chúng ta hãy cùng thưởng thức quý vị nhé. Chết cả một đời, đời người con gái lỡ yêu ai. Bước vào đường yêu một lầm hai lỡ, chợt hiểu sầu hận chỉ riêng mình. Anh hãy về đi, đừng ngoảnh mặt lại nhìn. Tại tiêu dạy nên yêu lầm thương lỡ, nên khổ nên sầu đau gian chết hơn sống đưa chiều đó. Tiếng hẹn câu hò như ướp mặt sông hương. Tại tôi ngô khờ nên tinh họ thủy chung. Tại tôi dại dột nên bây giờ chịu khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lao dòng nước mắt rồi nói nhau nghe lời ly biệt sao cùng. Rồi mai đây tắm cá mịt mùng, không phải ngẫu nhiên khi nhiều người hay nói rằng trong tình yêu chỉ cần đúng người, đúng thời điểm là đủ. Nếu chỉ đúng một trong hai hoặc giả sai cả hai thì đó chưa phải là một nửa đích thực của cuộc đời mình. Đến đây thì chương trình Nghệ sĩ và Tri âm lần thứ 156 ngày hôm nay cũng xin được khép lại cùng với một lời chúc may mắn trong tình yêu dành cho những vị khán giả nào còn đang đơn lẻ. Chúc Linh và những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị vì đã luôn đồng hành với Nghệ sĩ và Tri âm vào 21 giờ tối thứ hai, phát lại lúc 7 giờ 30 sáng thứ ba, tuần thứ tư của mỗi tháng trên kênh LA34 và kênh YouTube Long An TV. Còn bây giờ, Chúc Linh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.